Xin chào các bạn. Bữa hôm nay mình sẽ đi ăn một cái nhà hàng khá là nổi tiếng ở trong cái tiểu bang Missouri của mình các bạn. Hiện tại mình đang ở dưới St. Louis các bạn. Nó thành phố nó nguy hiểm nhất nước Mỹ. Cái chỗ này nó gọi là Asian Kitchen Korean BBQ. Các bạn đừng thấy nó tàn tại chứ nó rất là nổi tiếng rồi ha. Ở đây có khai thuế bạn, cái chỗ đó là cái chỗ khai thuế của cái chú mà hay mua bán nhà mình, chú Phong đó. Ở đây nó có bán ghế salon của người Việt Nam nè đó. Bây giờ mình đi vô mình ăn các bạn ha. Chỗ này nó gọi là Korean BBQ, thịt nướng Hàn Quốc, đồ ăn Hàn Quốc các bạn. Bây giờ mình đi vô đi các bạn ha. Bước vô. Break time là từ 2 giờ rưỡi cho tới. Bây giờ trong đây nó cũng đông quá các bạn ơi. Vợ mình thì nó kêu một hai món đi. Korean có chữ tàu. Cái chỗ này là cái nhà hàng chính gốc của Hàn Quốc luôn bạn. Nó không phải là mấy cái nhà hàng mà franchise các bạn ha. Cho nên đồ ăn nó sẽ ngon hơn chút xíu. Thịt bò nướng Hàn Quốc nè. Cơm trộn bim bim bap nè. Nó có đồ súp nữa các bạn. Súp kim chi, đồ cơm trộn nữa. Một phần tâm trọng 14 đồng. Lên special nè, bim bim bap nè. Ủa, giờ này giờ lunch không thì tiêu kêu đi kêu đông được. Thường thường mà các bạn muốn đi ăn đồ Hàn Quốc mà do chính người Hàn Quốc nấu mà nó không có qua dây chuyền á, là mình phải đi ăn mấy cái nhà hàng nhỏ nhỏ này nè. Họ nấu theo kiểu gia đình, nó rất là chuẩn Hàn Quốc các bạn ha. Nó nhỏ gì mà nó ngon các bạn. Cái không gian thì cũng rất là ấm cúng các bạn ha. Quán ăn gia đình. Phong cách rất là Hàn Quốc luôn. Bây giờ vợ mình sẽ beef shark tofu stew. Cái nhà hàng này nó phục vụ theo phong cách gia đình các bạn, cho nên các bạn không có ngạc nhiên là cái cách phục vụ nó giống như là mấy cái quán cơm mình ăn bên Việt Nam gì đó. Bây giờ thì sẽ có dĩa he, ở đây cho dĩa giấy. Khi ơi các bạn ơi, cái món đầu tiên đó chính là bánh gạo cây Hàn Quốc. Ăn đâu vậy? Các bạn nhìn nè. Dĩ nhiên là cái bánh gạo này nó sẽ khác với cái bánh gạo kia các bạn, tại vì họ tự làm rồi ha. Ăn đồ ăn Hàn Quốc do chính người Hàn Quốc nấu mới ngon các bạn. Ăn đi bây giờ. Cái nước sốt của nó làm á, nó ngon hơn cái nước sốt ở cái mấy nhà hàng mà buffet các bạn. Nhưng mà đợi lâu nhỉ. Cái này là giống như cái quán ăn gia đình vậy, có hai vợ chồng làm. Ngon. Bánh gạo ngon ha, bánh gạo ngon. Các bạn nhìn nè, cái nước sốt á rất là ngon luôn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Các bạn ơi, bây giờ họ đem mấy cái size ra các bạn. Mấy cái size này đang cơm ha. Đáng lẽ là vô mấy cái nhà hàng này họ phải cho mình cái đũa sắt với lại cái muỗng dài. Cái muỗng dài giống như trong phim Hàn Quốc các bạn ha. Nhưng mà họ không có cho mình cái đũa sắt các bạn. Không ta rửa. Cho cái chén này. Đồ ăn đợi ta tí mà đem nó ra đợi họ rửa chắc 3 tiếng qua. Kim chi, dưa leo, bánh cá. Yeah. Ok, bà vợ anh kia đây bà vợ. Đó. Cơm trộn. Các bạn ơi, hấp dẫn quá. Muốn cay thì cho miếng chua nè. Thêm mà. Đây, em trộn cho. À, bây giờ để cho vợ mình nó trộn đấy các bạn ơi. Ăn cơm trộn Hàn Quốc là phải biết trộn nha. Bỏ cái này vô. Cơm trộn Hàn Quốc. Hấp dẫn chưa? Chừng phỏng đó nha. Nóng hỏi. Ở dưới này, wow, khét luôn các bạn. Tô đá. Cái này là kiểu tôm cháy mà nó chưa nóng. Khét. Hấp dẫn, hấp dẫn. Rồi ăn thêm bao nhiêu người ăn trong đó đi. Nói thiệt chứ các bạn biết không, ăn cái này á, mình lâu lâu mình ăn cho vui thôi chứ thật sự thì ăn cơm sườn Việt Nam ngon hơn. Mình ăn cái này á, mình thích gạo, cái bắp cơm khét lắm. Đồ ăn chỗ này làm ngon các bạn. Đem gà nóng hổi vậy. Giống như là một quán ăn mà mình nấu theo yêu cầu của mình vậy đó. Ngon hơn những cái chỗ mà nhà hàng buffet dưa leo giòn các bạn ơi. Ăn ngon lắm, cắn vô nó giòn. Mấy cái chỗ kia là họ có dưa leo nhưng mà nó đem ra nó bị mềm các bạn. Ăn vô nó bị hơi mềm, còn dưa leo này nó mới ốp giòn. Quá ngon. Khúc này có nhạc cho nên mình tắt tiếng để mình lồng tiếng vậy ha. Nói chung là cái nhà hàng này nó nhỏ nhưng mà đồ ăn nó khá là ngon các bạn. Nói chung nó không có lớn nhưng mà nó làm là giống như phục vụ trong ngày đó. Không, ai tới thì nó làm. Mình ăn ủng hộ quán ăn gia đình để coi nó ngon không? Ai ngờ nó ngon thiệt. Wow, cái này là cơm trộn các bạn. Cũng ngon. Có hai vợ chồng, ở đây có hai vợ chồng nấu à, không? Nhưng mà đông khách đó các bạn ơi, nãy giờ chờ cả tiếng đồng hồ. Có hai vợ chồng một người phục vụ. Giống như tiệm phở Việt Nam vậy, nhỏ nhỏ xíu xíu, đủ sống qua ngày. Lâu lâu vô đi ăn để ủng hộ cho những cái quán ăn nhỏ này các bạn. Cái khu này ở dưới Saint Louis. Cái cửa hàng này là người Hàn Quốc. Người Hàn Quốc chính gốc luôn bạn. Đi ăn đồ Hàn Quốc là mình phải vô cửa hàng Hàn Quốc chính gốc mình ăn các bạn ha. Mình mới thấy sự khác biệt được. Đó, đồ ăn họ làm thì ngon hơn những chỗ khác chút xíu. Nó không có giống như những cái chỗ buffet ăn thì nói chung là ăn cũng được nhưng mà nó hơi dở chút xíu. Cái này họ nêm nếm vừa ăn các bạn. Cho 10 điểm. Mình ăn mấy cái nhà hàng này mình mới thấy sự khác biệt được. Tại sao mấy cái nhà hàng này lại nó nhỏ nhưng mà nó đông các bạn? Tại sao mấy nhà hàng kia nó bự mà nó vắng không? Đó, vô ăn nhà hàng này là chủ yếu là mình ăn đồ Hàn Quốc chính gốc. Hai vợ chồng này nói giọng Hàn Quốc các bạn. Họ nói tiếng Anh cũng bập bẹ. Giống như người Việt Nam của mình mới qua Mỹ đó. Người Hàn Quốc qua Mỹ, người Hàn Quốc qua Mỹ thì họ nấu đồ Hàn Quốc bán, người Việt Nam qua Mỹ nấu phở bán.
đó, mình đi ăn phở rồi mình cũng ngán, lâu lâu mình đi đổi món ăn cơm trộn Hàn Quốc, mình ăn cơm sườn ngoài cũng ngán các bạn, lâu lâu mình phải đổi món, các bạn đồng ý không? Kênh tổ tổ các bạn ơi. Người Nhật đó, họ hay ăn giá đậu nành mà. Mình ăn quen giá đậu xanh này. Rất là nặng ngon. Để mình cạo hết cái tô luôn. Họ lại đem thêm dưa leo rồi nữa các bạn ơi. Dưa leo này họ làm còn tươi, nó không bị héo bạn. Mấy cái chỗ mà mình ăn buffet á, nó làm nó bị héo rồi, không được giòn. Không mới đâu, chắc mới làm ngon. Còn bên bây giờ mình đợi cho họ đem cái chén nhỏ ra, mình lấy bình súp. Thank you. Đây bà vợ. Mình múc cái đây cho nó ngồi đi các bạn. Đúng không? Chứ đợi cho nó nóng lắm. Các bạn nhìn nè. Đây. Súp tàu hũ thịt bò.
Cái thành phố Saint Louis này á, mặc dù nó hơi nguy hiểm chút xíu, nhưng mà nó có nhiều sắc tộc, nó có nhiều nhà hàng các bạn. Anh lo buồn ngủ quá. Ngon quá. Bây giờ đi về các bạn ơi. Ngon quá, ngon ngủ quá. Bây giờ nhà hàng cũng vắng bớt rồi các bạn. Hồi nãy nhà hàng đông, bây giờ vắng bớt rồi. Ở đây thì có cái quay ba nè. Phá cho ngành nail, Li K là sản phẩm pedicure 4 step duy nhất kết hợp giữa Tây y và Đông y, đã được FDA chứng nhận về độ an toàn và hiệu quả. Transform Salon Lux hiện có 3 dòng sản phẩm Immunity, Essential DM và CBD giúp khách có những trải nghiệm tuyệt vời ngay tại tiệm của quý vị. Với Li K, sản phẩm sẽ giúp cho quý vị tăng thêm thu nhập và tạo dựng niềm tin về chất lượng phục vụ với khách hàng. Hãy liên hệ với chúng tôi để được biết thêm chi tiết.